Đừng để con mất căn bản ngay từ lần đầu tiếp xúc tiếng Anh. Mất căn bản tiếng Anh nghĩa là con chưa nắm vững những điều cơ bản như phát âm, từ vựng và cách dùng câu. Mất căn bản tiếng Anh ngay từ đầu có thể gây ra nhiều hệ lụy về lâu dài hơn bố mẹ nghĩ như con đánh mất sự tự tin, con gặp khó khăn khi lên lớp trên vì bỏ qua thời điểm vàng xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng, tư duy vững chắc những năm đầu đời mà sau này con phải nỗ lực rất nhiều cũng chưa chắc đạt được kết quả mong muốn. Làm thế nào để con không mất căn bản? Với 30 năm kinh nghiệm thấu hiểu tâm lý trẻ, Apollo tự hào mang đến chương trình học đo đi đám giày, đặc biệt dành riêng cho lứa tuổi mẫu giáo để con có được nền tảng ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế, môi trường 100% tiếng Anh, các hoạt động học mà chơi kích thích trí tò mò, cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, được đảm bảo bởi International House. Từ đó, con hình thành tính cách cùng tư duy giao tiếp tiên tiến với sự tự tin vượt trội, giúp con có được hành trang tốt nhất cho tương lai. Anh ngữ Donnie đóng giày, sự lựa chọn hàng đầu dành cho lứa tuổi mẫu giáo. Đây là điều bố mẹ chỉ có thể tìm thấy tại Apollo English,